Ôi giời. Ê, bà bỏ cái khăn ra, tôi còn xem lịch. Còn xem gì nữa? Giờ tháng sau là Tết rồi. Biết rồi. Như thế là còn ba cái dỗ dồn vào cuối năm. Sau chạp họ hồi tháng giêng, vị chi là đã làm xong 15 cái dỗ. Sinh ra cụ nào là dỗ cụ ấy. Đào đâu ra tiền mà dỗ lắm thế hả bà? Một năm 18 cái dỗ. Tôi cũng tham. Vì nỗi đông đàn giải lũ mà tôi vào cửa nhà ông đấy. Trưởng họ to nhất làng cơ mà. Nhưng mà nhà thờ họ các cụ để lại cho con cháu đúng bằng cái lỗ mũi. Mỗi lần có dỗ à, đầy sân, đầy bếp, đầy hè. Còn trong nhà, người này đè lên vai người kia, chân người này lách qua chân người khác. Trẻ con thì tung tăng nhảy múa, người lớn thì rượu vào lời ra, ồn nào không khác gì một cái chợ. Thu thật với bà, mỗi lần có dỗ, tôi ngót đi mất 10 cân. Kể cũng may, họ hàng biết nỗi khổ của vợ chồng mình, nên mới hùn tiền để cho mình mua miếng đất khác. Thế còn cái nhà này, để làm nhà thờ tổ, thế là hay lắm rồi ông. Thế bà không biết giá đất Việt Nam bây giờ là đắt nhất thế giới à? Liệu họ có dồn đủ tiền cho mình mua đất không? Phúc chẳng thấy đâu, chỉ thấy họa. Đất? Đất là đất thế nào? Đất là chỉ nội thành thôi. Đất đâu ở cái làng mình? À đấy, tôi bảo này, ông hỏi cái lão lãi, xem còn miếng nào nhỏ nhỏ mình mua thêm. Này, mấy năm nay, lão ăn đất béo lắm, không như ngày trước đâu. Con tấu lạy thần tài, ngài cười vui như thế mà để con khổ thế này à? Cái lô đất của nhà Lý Cựu ế quá, mãi vẫn chưa hóa giải được. Ngài phù phép thổi bay nó đi cho con lấy lộc. Tấu lạy ngài, con lễ ngài tốn mấy trăm nghìn rồi mà ngài vẫn ngồi cười thế được ư? Ăn của người ta như thế rồi phải làm thế nào chứ ạ? Con tấu lại ngài. Thế chứ, thiêng lắm. Dạ. Chào ông Bình. Chào thầy ạ. Có việc gì vào ra chơi? Dạ vâng. Mời ngồi chơi. Dạ. Thế mời ông xin nước. Xin thầy. Thế hôm nay ông sang chơi tôi có việc gì thế? Tôi sang nhờ thầy xem cái mảnh đất nhỏ nhỏ cho vợ chồng tôi mua miếng. Thế miếng đất hiện nay cũng đang ở... Ông thừa biết rồi. Miếng đất tôi đang ở lại nằm trong vùng quy hoạch làm đường. Mà đền bù thì trả được bao nhiêu. Cho nên vợ chồng tôi định mua miếng đất nhỏ nhỏ, dựng tạm cái lều để lấy chỗ dạ chui ra chui vào. Thế bác nói thế nó hóa ra chuột bọ. Tôi còn đang lo thành chuột chủ. Với đất cát lên giá kiểu này, có khi phải đào hang mà ở. Thôi được rồi, tôi cũng nể ông quá, mà cũng tiếc lắm cơ. Dạ. Cái miếng đất nhà Lý Cựu ấy, có lẽ có một cái gì đấy. Mà tôi lại còn có gia phả của nhà ông ấy, trong đó lại còn có cả một bài thơ luận mãi vẫn chưa ra. Thế ạ? Ông có bán có thì bảo. Tôi mất thời gian để nghe ông lẩm bẩm à. Khổ quá, làm gì mà nóng tính thế, cứ như Trương Phi. Tôi nghi miếng đất này lắm. Bài thơ nó thế này không ạ? Thập ngũ nhật thập nguyệt, bóng liễu ngả trung điển, tam chi chỉ bên hữu, trung thổ ắt hữu kim. Tuy làm thầy cũng thật, nhưng cũng biết ý chữ Hán. Này, tôi ngờ là người ta chôn của ở chỗ đấy không ạ? Chôn của? Thập ngũ nhật thập nguyệt, bóng liễu ngả trung điển, tam chi chỉ bên hữu, trung thổ ắt hữu kim. Thổ là đất, mà kim là vàng, chứng tỏ trong đất có vàng. Đúng rồi. Ông có bán không? Bao nhiêu tiền mét vuông? Nói ngay. Khổ. Mua cả một cái ngơi mà nóng như lửa ấy. Ngồi xuống nước.
này phải mắt như vôi ý. Thế này này, tôi có 90 mét. Vâng. Ông mua tôi để cho 2 cây 1 mét. Vị chi là 2918. Tổng cộng là 180 cây. 180 cây. Nhưng tôi chỉ để cho ông với một điều kiện. Nếu sau có lộc, ông nhớ đừng quên ơn tôi đấy. Thầy tham thế mà không sợ bị chống mép. Nhưng mà thầy ơi, em chỉ đủ tiền mua có một nửa thôi. Hả? Có một nửa thôi à? Dạ vâng. Thôi cũng được, nhất trí ta bàn tiếp. Vâng. Mà khổ, nói cái gì thì cứ nói, thì cứ làm như châu bò. Dạ, họ nghĩa là dừng lại. Rồi thế, em bảo, để em về em bàn nhà em nữa nhá. À này này, nghe tôi dặn này. Dạ. Phải tuyệt đối giữ bí mật. Dạ. Nếu mà lộ ra thì tôi không bán nữa đâu. Rồi em hiểu rồi. Giữ bí mật có nghĩa là đường. Em sẽ giữ như giữ lọ đường nhà em. Thầy nhá. Rồi. Về đây. Thế, ông lại nhà. À, ông đi đâu từ sáng bây giờ mới về đấy hả? Bí mật. Việc gì? Tôi còn lạ gì các lão nữa. Tết nhất đến nơi rồi không ở nhà giúp vợ con. Có ai khổ như tôi không? Chồng tôi nào cờ này, xong rồi chọi gà này, bây giờ lại đến cờ bạc nữa. Trời ơi, có bác nào khổ như tôi không ở đời bác? Bà vào đây, tôi bàn việc. Việc bà, gì? Vào đây. Đi. Bà vào. Ngồi. Nói đi. Tôi vừa mua mảnh đất. Úi dồi ôi, thế ở đâu? Bí mật. Này, mảnh đất này có dấu của. Tôi linh cảm nó phải có đến 7-8 hũ vàng bà. 7-8 hũ vàng? Mơ. Vàng thoi, vàng lá hay là vàng mắt? Đêm qua tôi nằm mơ mà lại có thơ để lại trong gia phả. Tôi đang đi giải mã. Nhưng có giải được không? Sao lại không được? Bà nhìn lại này. Đấy, tuy nuôi lợn chăn vịt thôi nhưng mà chán cao như núi. Tất cả nằm ở trong này này. Vàng ở trong đất có nghĩa là tiền đã nằm ở trong túi của mình rồi. Thảo nào, mấy hôm nay trong người tôi khác lắm không ạ? Cứ thấy máy mắt, máy môi, nóng lưỡi. Cứ như cái hôm mà cách đây mấy chục năm ông tỏ tình với tôi ở sau giếng làng ấy. Mình. Chắc là trời Phật thương vợ chồng mình ăn ở phúc đức nên cho của đầy nhà đấy ông ạ. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Tôi chết rồi, quên rồi. Lúc nãy bố con bính bẩy đến đây, đợi ông mãi không thấy về rồi. Mà này, bẩy nào? Bảy nào nữa? Bảy con ông Bính mới mua đất ở đầu làng nhà mình đây này. Con bé là Bảy là ba, nay về giáp tỉnh gọi là Trà My. Gom, Bảy là Bảy gọi là Trà My, gọi đau hết cả lưỡi. Này, mồi cuốn lồ đây này. Tại sao không giữ họ lại? Họ bận, hẹn khi khác. Mà ông ơi, tôi thấy con bé mỏng mày hay hạt đấy. Thì phải mỗi tội hơi lùn. Thằng Chiến nhà mình thì cao lắm nhỉ. Lùn càng hay. Chui cửa nào nó cũng lọt. Mà cần thiết ra đường chỗ hai vợ chồng cái đi cà kheo. Vấn đề không phải là cà kheo. Cái quan trọng ấy là thằng Chiến nhà mình nó phải lòng cái con Tranh. Mà con Tranh là con ông Hòa. Mà con bé cũng lam làm, cũng giỏi giang ấy chứ làm sao. Này này, tôi nói bà biết nhé, không có hòa hợp gì nhé. Tôi là tôi nhắm con Mi rồi đấy. Mi nào? Ô kìa, con Bảy Mi. Ui dào ơi, con Bảy. Hai Mi còn chẳng ăn ai nữa là Bảy Mi. Ra đường cứ chấp dài này, bố ai mà chịu được. Mà tôi còn lạ gì cái tính ông nữa. Ông là chúa thủ lâu nhớ dai. Năm ngoái cá độ gà với ông Hòa, thua, về cà ri con gà, rồi phá tan cái chuồng của tôi còn lạ gì ông nữa. Tóm lại, gút lại vấn đề là tôi chấm con Tranh con nhà ông Hòa. Không Tranh bưởi gì nhé. Tôi đã nói là tôi cấm gì. Ôi giời ơi, khỉ chưa. Giời ơi là giời, hay chửa. Trông cái mặt đẹp chưa kìa. Cười cái gì? Cười hở bưởi cái răng. Tôi cười ông đấy. Thôi tôi đi tập đây. Ôi ruột. Ơ, anh đỗ lại đây làm gì thế? Xin mời Lũ Hoàng xuống xe để cho kẻ nô bộc này cho xe lên vỉa hè. Thôi nào em yêu, mình vào xem một tí đi. Anh vào đi, em không vào.
thì anh cũng thế. Nhưng mà anh nghĩ một khi hai chúng ta yêu nhau thật lòng thì chả có sức mạnh nào ngăn cản nổi chúng ta cả em ạ. Anh chị vào xem áo cưới ạ. Dạ vâng ạ. Mời anh chị. Lấy cái vé này nhá. Em lấy cho anh chị xem nhé. Dạ vâng ạ. Đẹp quá em ạ. Dạ. Úi giời ơi. Em ơi, đẹp lắm em ạ. Đẹp lắm. Em làm sao thế? Hai gia đình còn chưa hòa thuận thì còn váy dài váy ngắn làm gì nữa. Khăn voan, găng tay cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa. Kệ chứ. Bố anh thích cô Huyền thì ông ấy đi về quê mà lấy cô Huyền. Còn anh là Chiến thì anh nguyện suốt đời chỉ lấy Tranh thôi nha. Đẹp lắm em ạ. Vâng. Này, nếu em thích anh đặt cọc luôn. Ơ. Này. Biết ngày đâu mà đặt. Đồ ngốc à. Ừ nhỉ. Nhiệt tình quá, tí nữa thành phá hoại. Chị ơi, chúng tôi chưa định ngày cưới. Dạ. Bao giờ chúng tôi định ngày cưới chúng tôi sẽ quay lại. Vâng, dạ, không sao đâu ạ. Khi nào cần anh chị cứ quay lại. Dạ vâng ạ, cảm ơn chị. Cảm ơn gì ạ. Thập ngũ nhật thập nguyệt, chắc chắn là ngày 15 tháng 10 rồi. Bóng liễu ngả trung điển. Bóng liễu. Liễu là cô gái. Ngả. Ngả là cái gì nhỉ? Trung nhỉ? Trung là... À, từ đó suy ra trung là tiến lên. Không phải. Thế thì chắc chắn là đi xuống rồi. Tạm dịch thế này xem nào. Ngày 15 tháng 10 cô gái sẽ xuống ruộng. Tam chi chỉ bên hữu, trung thổ ắt hữu kim. Thế là thế nào nhỉ? Luận mãi cũng không ra. Bí hiểm quá. Ông thơ thẩn gì thế? Khuya rồi mà không đi ngủ đi. Này, cái đất mình vừa mua là của ông Lý Cựu để lại. Ông ấy giàu nhất vùng, dễ giấu của đấy lắm. Đất tổ tiên họ ngoại nhà tôi quý lắm. Thế à? Thế thì tốt quá rồi còn gì nữa. Chắc chắn là có của quý giấu ở đấy rồi. Này, còn một nửa lão lãi lão ấy bán cho ai ấy nhỉ? Tôi không biết. Bây giờ mua bán đất đai nhà cửa bí mật lắm. Hở ra cái mất toi. Lo xong cái nhà cái cửa rồi lại lo Tết. Già riêng lại lo cho con Tranh. Đời người ngắn ngủi thật. Vài cái lo là hết một đời. Cái lão Bình là bố láo. Đã bắt con trai lấy gái quê, im đi mà bắt. Đằng này nó lại lu loa khắp làng là nó không đồng ý cho thằng Chiến nhà nó lấy con Tranh nhà mình. À, nó làm như con Tranh nhà mình là con gái ế ẩm, không lấy thằng Chiến thì chết già không bằng. Điên lên ông lại cho con Tranh nhà mình lấy một lúc 6 thằng chồng. Cho nó biết mặt. Cái ông này lấy một đứa còn chả xong nữa là 6. Thì tôi nói thì tôi bỏ tức. Từ cổ chí kim chỉ có đàn ông 6 vợ. Chứ làm gì có đàn bà 6 chồng. Thôi đi ngủ đi. Ê này, bà ngủ cứ ngủ đi. Để đèn đấy tôi ngâm cứu. Thập ngũ nhật thập nguyệt, bóng liễu ngã trung điền. Tam chi chỉ bên hữu, trung thổ ắt hữu kim. Hay thật. Hay. Hiểu thì chả hiểu cái gì. Giảng thì chả giảng được cái gì. Mà bảo là hay. Rõ là hâm. Ý bà bảo tôi hâm chứ gì. Ôi trời. Dạ thưa chị, thằng em chị đang hâm đấy ạ. Nhưng mà hâm ăn người, hâm ra của đấy chị ạ. Úi trời. Món tay sạch sẽ quá. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Thì giao mua nửa mảnh đất này đấy hả? Rồi vô phúc thiểu ông đức rồi. Cái số tôi nó làm sao thế này không biết. Ở cạnh ông chứ này thì ngang mới gặp họa còn gì nữa. Ông mà nói cẩn thận nhá.
gặp ông mới là họa thì có. Số tôi với ông nó thế thì phải chịu chứ. Thế rồi, có lịch sự với ông đấy, ông đón trước đi, còn lại là của tôi nhá. Chiều ngang vị trí là 7 mét, của ông chỉ có 3,5 mét, còn lại là của tôi nhá. Cắm vào giữa chỗ này. Rồi. Ông cắm cọc sang nhà tôi mất 10 phân. Này. Đây này. Nó ở chỗ này mới đúng. Đồ ăn gian. Này, ông ở ai ăn gian đấy hả? Đấy. Tôi nói cho ông biết nhé. Tức đất tức vàng. Mỗi một tấc đất là một hạt xoài nhé. Để tôi kiểm tra thước của ông xem nào. Đây, đưa thước đây. Đấy. Úi dồi ôi. Này, thước của ông dài hơn thước của tôi gần nửa tấc này. Đưa đây xem nào. Này, làm gì? Làm gì à? Đây này, đây mới chuẩn nhá. Làm sao? Thước của ông thừa 1,5 phân đây này. Đúng rồi. Có nghĩa là cái thước này của ông còn dài hơn thước của tôi 3 phân. Già thì còn sát. Bức xúc quá, nổi cộm quá. Bây giờ thế này nhá. Hai ta cùng lồng ghép, phối kết hợp, rồi giao lưu bình chọn này. Lấy một cái điểm mà hai bên cùng thỏa thuận được. Được không? Được. Gớm toàn ngôn ngữ hiện đại. Lồng ghép, bình chọn. Mà thôi, ý ông thế nào? Ông định chọn thước xanh, thước vàng? Được rồi, ông đo bằng cái thước xanh của ông, tôi đo bằng thước vàng của tôi. Ông lại lún lẫn rồi. Thước vàng của tôi, thước xanh là của ông. Ông hiểu không? Được rồi, thước vàng của tôi, thước xanh của ông. Bây giờ ta cùng đo. Rồi xanh vàng, nó thừa thiếu thế nào? Ta lồng ghép, phối kết hợp cơ đôi. Được không? Chả hiểu gì. Vậy thế là không hiểu nữa. Thế mà làm sao mà lồng ghép phối kết hợp được cả đời? Ông già cũng nói nó không đúng. Tôi trẻ tôi nói thì không phải nghe. Uống nước ạ. Uống nước đi ông. Nhà mình xây mấy tầng hả bố? Sao thế nhỉ? Kìa ông. Con nó hỏi ý ông là xây nhà như thế nào, mấy tầng, kiểu cách ra làm sao để nó còn biết. Cứ để nhà lão Hòa xây xem thế nào đã. Ừ hay, nhà mình thì mình xây chứ, phụ thuộc gì vào nhà người ta hả bố? Đã rút thì còn hay nói nhiều. Để xem nhà lão Hòa xây đã. Lão mà xây 2 tầng thì mình xây hẳn 3 tầng. Lão xây 3 thì mình xây 4 tầng. Kể cả lão 8 tầng tôi theo luôn nhá. Con gà tức nhau tiếng gáy, mình không thể thua nhà lão được. Rõ rõ người. Người ta xây 2 thì mình xây 3, người ta xây 5 thì mình xây 7. Thế họ xây 15, 17 thì mình xây 10 mấy hả ông? Này, có vặt răng ra cũng không xây nổi 7, 8 tầng nhá. Tôi lạ gì hoàn cảnh nhà lão ấy. Một năm có 18 lần rỗ, không ăn mày là mày. Gớm, mà ông cũng qua lắm. Đấy, sáng nay tôi đi ra ngoài chợ bà Hòa mới trách cho đấy. Ông chê bai gì con người ta, làm cho người ta khổ tâm. Mà con bé Tranh thì có đến nỗi nào con nhỉ? Vâng. Rồi. Bố ơi, con thì cũng có là cái gì đâu. Thế mà bố coi con nhà người ta cứ như mảnh trĩnh vẫn ngoài bờ tre. Ừ. Mình thì cũng danh gia vọng tộc gì cơ chứ nhỉ. Mà con ông thì hơn gì người ta. Mà tôi nói cho ông biết nhá, bây giờ cả họ người ta cấm con Tranh không được quan hệ với thằng Chiến nhà mình đấy. Ông tính thế nào thì ông tính. À, đúng rồi. Đã thế thì tao bắt mày phải lấy bằng được con Tranh để cho cả họ nhà nó biết tay. Đúng chuột mà dám gặm chân chó à. Dám gặm chân voi. Đúng đấy bố ạ. Con hạ quyết tâm cho cả nhà nó biết tay. Được. Để xem cả họ nhà nó nói với bản dân thiên hạ thế nào. Mày cứ yêu con gái nó cho tan đời nó ra. Tan đời bố ạ. Bố ơi, nhưng mà tan đời ai hả bố? Ô hai cái thằng này. Thế chẳng lẽ tan đời bố mày à? Khổ quá. Làm sao hai bố con cứ khắc khẩu thế? Cứ ăn miếng trả miếng nhem nhèm thế? Tóm lại ý ông thế nào? Ý án?
cái chanh đâu rồi? Dạ. Vào bố bảo đấy. Ông bảo cái gì đây? Đây, 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 vào đây, vào đây, vào đây. Dòng tay lên mà nghe đây này. Bố sẽ thả một cái móng bè thật chắc để xây một cái nhà 5 tầng. Nhưng mà trước mắt vì thiếu tiền, cho nên ta làm tạm cái nhà cấp 4 cái đã. Sao lại thế? Ông xây dựng cái kiểu gì đấy? Sao ông không nhờ ai vẽ giúp? Rồi ạ, bà tưởng dễ lắm đấy hả? Sao bố không bảo con bác sĩ vẽ giúp kiểu nhà? Anh ấy cũng là kiến trúc sư đấy. Kiến trúc sư họ nhà mình, những tám mạng kia. Nhờ ai bây giờ nhỉ? Sao ông không nhờ thằng Thừa? Con ông Thừa nó giúp. Thưa đúng rồi, quên phén đi mất. Thằng Thừa nó xây nhà của nó, nó lấn đất xung quanh được những 20 mét. Nó sẽ có cách. Thế này à, cái lão Bình hết đường ngọ ngoại. Bố ơi, đất của mình xây, tranh bờ lấn cõi, có ra cái gì đâu ạ? Rồi câm ngay. Hễ cứ động đến vong linh nhà thằng Chiến, nó mày lại nó mồm bếch. Nghe đây, cả họ đã nghị quyết rồi, không được yêu nó nữa. Mày sẽ gọi thằng Thừa về đây cho tao. Dạ thưa bố. Cứ đi không thì bảo. Thôi thôi thôi, tôi xin ông. Ông nói khẽ khẽ con nó sợ. Mà cái con này. Dạ. Bố bảo thì đi đi, không lại tan cửa nát nhà bây giờ. Dạ vâng ạ. Chứ chi thì đã dở trò rồi. Đấy, ngay từ cái hôm đo đất ấy, đã rất là nhiễu sự, rất là bức xúc, rất là bất cập, không thể nào phối kết hợp đưa đến giao lưu bình chọn được. Thôi thôi thôi, bây giờ bà ra chợ mua ngay cho tôi ít lòng lợn. Thằng Thừa là chúa hay rượu đấy. Chuyện kỹ sư nào mà chả rượu. Tôi sợ nó lại vén tay áo xô đốt nhà tắng giấy. Mình làm xong cái nhà này á, bán đi trả nợ không đủ ấy. Yên tâm yên tâm, chú cháu tôi mà đã lồng ghép phối kết hợp với nhau ấy à, lão Bình Kỳ này á có mà đi tàu suốt. Được rồi, tôi đi. Chú ạ. Chú cho gọi con ạ. Làm điếu thuốc. Con không ăn cái món này. Rồi, vào đây. Chờ bà ấy về. Lát nữa chú cháu mình làm một tí cay với lòng lợn tiết canh cho nó phê. Hay quá. Mà này, chú đang định xây một cái nhà trên đất nhà ông Lý kia. Thế ạ? Mày phải vẽ cho chú một kiểu làm sao vừa át được giọng nhà lão Bình, vừa rút đất nhà lão ấy sang sân nhà chú. Chú biết mày là cao thủ trong chuyện này, đúng không? Chú kiên trí, lão Bình phen này á, cháu sẽ cho biết thế nào là lễ độ nhé. 3 năm vừa rồi con gà nhà lão ấy đã bét xác con gà nhà cháu. Cháu vẫn đang cay. May quá năm vừa rồi con chân trì nhà chú ấy, đá cánh trái lòi mắt con ô nhà lão ấy. Cháu hả dạ quá. Mà chú ơi, cái giống ngực nở cánh dài ấy, gặp ai nó cũng không sợ chú ạ. Ấy thôi, H5N1 dẹp, chuyển sang lòng lợn tiết canh. Đó. Rượu phải không ạ? Hay quá. Ngon quá chú ạ. Dạ, kính chú ạ. Cháu sẽ biếu chú một cẩm nang. Cháu đúc rút từ cuốn binh pháp Tôn Tử để chú nghiên cứu. Ta sẽ vận dụng đông tây y phối kết hợp lại với nhau. Lão Bình sẽ biết mặt. Được. Chú cháu mình sẽ giao lưu bình chọn, sẽ đông tây kim cổ phối kết hợp lại, rồi gắn liền khoa học hiện đại. Đầu tiên ta dùng võ độn thổ đào sát móng nhà nó, rồi đào phình ra hai bên làm một tầng hầm, vừa tăng được diện tích vừa chèn được chân nó, thế mới cao. Nhắc lại xem nào. Đầu tiên là võ lộn cổ này. Ấy không, độn thổ tức là ta đánh miếng gầm trước, sau đó mới đánh cái lục quân. Mày lão nè, mày ám chỉ ai đấy? Tao là lục quân đây. Không, ý cháu muốn nói lục quân đây là lấn chiếm đất, dịch cọc mốc, chú hiểu không? Đêm ta dịch cọc mốc trước. Chú hiểu chưa? được. Sau đó mới là thủy chiến. Nếu ở cạnh ao hồ, ta dùng thủy quân đổ đất
lấn bờ. Chú ý, tất cả là dạ chiến. Dạ chiến à? Dạ chiến là cái quái gì? Ôi giời, ngu thế không biết. Ê, cháu ơi, xin lỗi. Dạ chiến tức là ta đánh đêm, cứ đêm là ta tấn công, cuối cùng là không chiến. Ban công nhà chú nhá, vươn được ra tới đâu nhá là cháu vươn cho chú tới đấy nhá. Nói tóm lại là phải đánh tứ diện công. Hiểu rồi, hiểu rồi. Oánh tứ phía, oánh tứ tung, xung quanh oánh tất, kể cả người thân lẫn hàng xóm, đúng không? Nhưng mà oánh thế thì cuối cùng mình ở với ai? Chú buồn cười thật. Chú ở với vợ con chú, chứ còn chú ở với ai? Chẳng nhẽ chú ở với cháu à? Không được, thế thì buồn chết. Nhưng mà được. Chú này, dạ. Cháu biết không? Cứ nghĩ đến cái lão Bình là chú không thể nào ăn ngon ngủ yên được. Lão ấy lại chê cái con Tranh nhà này. Thế ạ? Không cho nó quan hệ. Lão bực xúc lắm, nổi cộm lắm. Mà nổi cộm đến tận cổ đây này. Thế thì chú cháu mình mới phải lòng. Đúng, đúng. Ghép. Phối. Phối. Hợp. Hợp. Tranh. Anh. Sao em lại hẹn anh ra đây? Anh ơi, em vừa cầu xin thánh thần phù hộ tình duyên cho hai đứa chúng mình. Thế thì linh rồi em ạ. Bố anh vừa bắt anh phải cưới bằng được em đấy. Thế hả anh? Sao tự nhiên bác lại thay đổi ý kiến hả anh? Để trả thù cả họ nhà em. Ai bảo cả họ nhà em ra nghị quyết chống lại bố con nhà anh? Thôi chết, anh đã hở chuyện này ra với ai chưa? Chưa. Rồi ạ, anh mà hở ra họ nhà em mà biết thì giết sống em còn hơn là cho lấy anh. Thế mà anh cứ vui như bắt được của ấy. Ừ nhờ. Thế mà anh không nghĩ ra. Nhưng mà cũng yên được một phía em ạ. Yên về phía anh chứ gì. Lúc nào anh chỉ biết có anh thôi. Thôi, cho anh xin. Nín đi. Đúng là chiến tranh ngày càng ác liệt. Chả khác gì chiến tranh Trung Đông. Ai bảo chúng mình tên là Chiến Tranh. Thế còn hai ông bố tên là Hòa Bình. Sao chẳng Hòa Bình? Anh giải thích sao đây? Đau quá, đau quá. Bỏ ra rồi anh giải thích. Này, chiến tranh, Hòa Bình. Mà không chiến tranh thì Hòa Bình. Mà không hòa bình thì chiến tranh. Mà thôi em ạ, quên nó đi. Quên cái gì? Hay là anh muốn chạy lạc về quê lấy cô Huyền? Anh nói thật đi. Anh xin thề là anh phải thực hiện bằng được ước nguyện của bố anh, là phải cưới bằng được em về làm vợ. Để cho cả họ nhà em trắng mắt ra chứ gì. Kìa Tranh. Tranh, đứng lại anh bảo đã. Chạy đi đâu thế? Anh có cách rồi. Cách gì? Chúng mình sang nhờ các bác bên mặt trận hòa giải giữa hai ông. Vâng, anh ơi, cả chi đoàn nữa. Quá đúng, sang thế kỷ mới rồi, chả lẽ yêu nhau lại phải chịu khuất phục những chuyện không đâu à? Anh ấy ngồi như trẻ con ý. Biết chắc lấy anh, em sẽ khổ suốt đời. Ai mà chả lẽ phải thằng ngốc. Có ai khôn trước mặt con gái đâu. Đến yêu tình, đứng trước mặt con gái còn ngây thơ nữa là cái loại anh. Đối đáp khá đấy. Bây giờ anh về cùng em, thử thuyết phục bố em xem. Úi dồi ôi, anh xin em, anh lạy em. Em thả cắt lưỡi anh đi còn hơn là em bắt anh về gặp bố em lúc này. Úi dồi ôi, anh lạy bố em, anh lạy cả họ ở nhà em. Thôi, cả họ ở nhà em đông lắm, nhưng anh vẫn lạy, úi dồi lạy em. Ông bà Hòa có nhà không đây? Cô Bình đến chơi đấy à? Cô vào uống nước. Vâng. Bà ở nhà một mình à? Vâng. Thế ông nhà đi đâu hả bà? Chả biết ông đi đâu từ sáng tới giờ, cả con Tranh nhà tôi nó cũng đi. Vâng, em xin bà. Bà uống nước đi. Dạ, mời bà xin nước. Vâng. Này, hả? Bà có biết em với bà có họ xa không đấy? Tôi biết chứ. Bà ngoại của cô là bà chị gái, có bà thím lấy ông ngoại tôi. Vâng. Có lẽ họ đến năm đời ấy cô ạ. Bà này, cái chỗ đất hai lão nhà mình định mua ấy là của ông Lý Cựu nhà mình ngày xưa ấy. Bà có nhớ không? Đúng thế. Cô này, nghe đâu cái vườn ấy nó có cái cửa
đi vào nhà thờ tổ. Tôi bảo ông nhà tôi thế đấy. Vâng, đấy, nhà thờ tổ mình ấy, Mỹ đánh sập từ lâu rồi. Xã định giữ lại xây nhà trẻ, nhưng chẳng hiểu sao mãi vẫn không xây. Vớ vẩn thế nào vậy, rơi vào hai chị em mình thì nó mới oách chứ lì. Đúng là oan oan tương bần bà. Sao lại oan oan tương bần? À quên, oan oan tương báo. Hóa ra cô nói thế là nhà tôi với nhà cô mâu thuẫn năm đời nay rồi à? Không, ý em không phải vậy. Ý em nói vớ vẩn thế nào mình lại quay lại đất tổ, thế mới gặp may chứ lì. Đúng đấy cô ạ. À, được về đất cũ tổ tiên thì còn gì bằng. Bà, có người bảo em đất này lắm lộc lắm, mà đất là đất đãi ngoại, mà em với bà đều bên ngoại, thế là lắm lộc lắm đấy bà. Đúng đấy cô ạ. À, thế thì mình phải xây bằng được. Thế đất đấy đẹp lắm. Đây này, đất hình cái túi. Đấy, trước mặt lại có lạch nước chảy ngang qua. Em với bà mà ở cạnh nhau ấy, thể nào cụ tổ cũng phù hộ đấy. Này, thế thì tôi với cô quyết định gạt hai ông ấy ra một bên. Không, mà kiểu gì em với bà cũng phải ở cạnh nhau. Còn bây giờ bà phải đi với em. Đi đâu? Khổ quá, còn đi đâu nữa. Đi. Biết đến ta cho sừng bò cong vút, tiểu lộ đi qua, cạnh bia thì có. Sâu ba tấc, rộng ba gang, ba giờ sáng ba tiếng gáy, tam bát bát, bát tam tam, tam bát bát, ắt vàng ở đó. Làm cái nghề buôn đất mà có cái giấy này thì kể cũng hay. Dạ, chúng em chào thầy ạ. À. Dạ, à. Chào hai bà. Dạ. Hai bà đến có việc gì? Dạ, thưa, chúng em muốn sang hỏi thầy xem động thổ, đào móng ngày giờ nào thì tốt ạ. À, thì mời hai bà vào nhà. Dạ. Nói có sách, mách phải có chứng. Dạ, rước thầy ạ. Dạ. Vào đây. Rồi. Thế mời hai bà ngồi đây. Dạ. Có gì tự phục vụ nhau. Vâng. Thế lấy vợ thì xem tuổi đàn bà. Vâng. Mà làm nhà thì xem tuổi đàn ông. Dạ vâng. Thế hai ông đều tuổi Bính Tý hay tuổi gì? Lợn ạ. Dạ em cũng lợn ạ. À, thế là cũng lợn cả. Dạ. Thế này, thế là làm nhà động thổ là cùng ngày cùng giờ. Dạ. Tức là giờ Tý. Vâng. Là 12 giờ đêm đấy. Vâng. Tức là ngày 30 tháng 10 âm lịch ấy. Dạ vâng ạ, chúng tôi nhớ rồi ạ. Thưa thầy, thầy xem hộ tôi, xem chiến tranh nhà chúng tôi có lấy được nhau không ạ? Thế chúng nó tuổi gì nhỉ? Dạ thưa, thằng Chiến nhà em chả giấu gì ông. Cháu nó tinh hoa từ đá sinh ra, từ hoa quả sơn xuống núi. Tức là canh thân 80, nghỉ vàng 60 năm mới có đấy ông ạ. Dạ vâng. Còn con tranh nhà bà là gâu gâu, là nhâm tốt 82 đấy. Dạ, à. Mình chó. Khổ nỗi, hai ông mâu thuẫn quá. Vâng. Không hiểu các cháu có lấy được nhau không ạ. Đấy. Cái chuyện Duy Liêu và Lộ Miêu ấy, hay gặp lắm. Cái chuyện của Thạch Sĩ Bia ấy mà. À, tức là chuyện bên tàu, tức là hồng lâu mỏng. Không, Lộ Miêu ấy có nghĩa là Romeo, còn Duy Liêu ấy là Juliet. Họ ở tận mãi Phú Lãng Xa, có nghĩa là nước Thổ Nhĩ Kỳ. Đấy, họ là dòng họ nhà Nạp Phá Luân, tức là Napoleon ấy. Các bà hiểu chưa? Mà xem nào, con khỉ vàng 80 mà lại lấy con chó ngao 82. Muốn chót lọt ấy phải làm một cái lễ to lắm đấy. Vâng ạ, xin ông giúp cho. Dạ vâng, ông cứ kêu cứ xin cho hai cháu, hết bao nhiêu em chịu, ăn chơi là phải tốn kém. Chả có gì đâu, chỉ có một mâm xôi, một thủ lợn với lại 20 chai bia vàng. Cái gì ạ? 20 chai bia vàng? Nhà em bán cả nhà đi, một chai cũng chả đủ lấy đâu ra 20 chai hả ông? Không phải 20 chai bia bằng vàng, mà là 20 chai bia vàng. Tổng cộng lễ vật là 5 phát. Ôi dồi ôi, 5 phát để chúng em tan đời à? Chết hả thầy? 5 phát có nghĩa là 500. À, em hiểu rồi. Tuần trước em mới lên thăm bà chị ở trên phố.
Thằng cháu đi chơi về nhìn thấy em hớn hở. À, lâu rồi chẳng gặp cô, cháu tặng cô một băng đạn. Ôi dồi, em sợ quá. Hóa ra là tặng 100 ngàn. Trời ơi. À. Thầy cứ nói là 500 ngàn cho xong. Thầy nói phát tôi sợ quá. Thôi, việc tình duyên và động thổ của hai bà thế là xong. Vâng. Giờ tôi nhờ hai bà marketing cho tôi 2 miếng đất. Một là của quan án sát ngày xưa. Vâng. Một miếng là của quan tuần phủ. Vâng. Mà qua nghiên cứu gia phả của họ, tôi thấy có 2 bài thơ. Thơ thế nào hả thầy? Họ giấu của khéo lắm. Ôi giời. Luận ra được á, có mà giàu to. Thế à? Đây này, để tôi đọc cho hai bà nghe. Vâng. Biết đến ta cho sừng bò cong vút, tiểu lộ đi qua, cạnh bia thì có. Đấy, đấy là bài của quan tuần phủ. Còn của quan án sát mới ghê chứ. Sâu 3 tấc, rộng 3 gang, 3 giờ sáng, 3 tiếng cả gáy. Tam tam bát, bát tam tam, tam bát bát, ắt vàng ở đó. Đấy, chỉ tận nơi đấy, vàng đấy. Thế mà khó ra phết ấy. Hồi nãy thấy thầy bảo là cái ông Marketiti là Duy Liêu hay Lộ Miêu ạ? Mà em hỏi khí không phải. Cái ông Marketiti là người Pháp hay là người Liên Xô ạ? Khổ quá, không phải là Marketiti, mà là marketing. Có nghĩa là các bà thấy ai cần mua đất, mách đến tôi bán. Ông toàn nói tiếng Tây với tiếng âm phủ, chúng tôi chả hiểu gì cả. Ông cứ nói phát ra như vừa rồi, có phải chúng tôi dễ hiểu không? Dạ, em gửi thầy ạ. Thế thôi, hai bà về đi. Chuyện đất cát tình duyên thế là xong. Giờ xỉu đêm nay, tôi sẽ mời ông Tơ bà Nguyệt xuống. Tôi sẽ sai thêm 18 vạn âm binh xuống, trói chặt con khỉ với lại cả con chó. Vâng. Có mà chạy đằng trời. Dạ thưa thầy, thầy muốn trói muốn buộc chúng nó thế nào cũng được ạ. Nhưng xin thầy trói chúng nó lỏng lỏng thôi, kẻo chúng nó đau ạ. Thì trói lỏng lỏng. Tôi nhờ ông một việc, ông làm thế nào để hai ông nhà tôi không mâu thuẫn? Nếu vậy, tôi sẽ làm cái lễ giải ách cho hai ông chồng nhà các bà. Dạ, gửi thầy ạ. Gửi thầy 500 ạ. Thầy giúp cho. Trong họ ngoài làng cả. Mà dạ, ngài phán lúc 2 giờ sáng rồi. Dạ, thầy phán thế nào ạ? Ngài phán là hai bà phải ở cạnh nhau. Dạ. Nếu mà hai ông ấy chống lại thì hóa điên hóa dại tất. Ôi giời ơi. Nhưng mà yên tâm, tôi sẽ làm cái lễ hóa giải cho. Dạ vâng. Dạ. Giờ hai bà về đi, tôi còn bận chút việc. Dạ. Dạ vâng. Thế xin phép thầy chúng em về ạ. Hai bà lại nhà. Dạ. Thầy Kiều có nhà không? Ơ kìa ông, có cái chuyện gì mà tức tối thế? Nói ra đi tôi hóa giải cho. Biết thế, tôi chả mua cái mảnh đất này. Tự nhiên lại đi làm hàng xóm với nhà lão Bình, khó chịu lắm. Ông có muốn tôi hóa giải không? Bằng cách nào? Đây, tôi bán cho ông cái đạo bùa này. Ông cứ chôn vào đất lão Bình, mọi việc thế là như ý. Thế bao nhiêu? 1 triệu. Sao đắt thế? Mà như ý thế là sao? Đây là cái đinh đóng vào quan tài của ngôi mộ cổ. À. Mà ngôi mộ này lại chôn lão Đao Phủ thời Lê. Ông cầm cái đinh này chôn vào đất của họ thì gia chủ không phát điên được bắt rồ, phải dọn nhà đi chỗ khác. À. Đây. À, tiền đây. Ok, tôi sẽ chôn cái đinh ngay đêm này. Rồi. Dài ngày đi. Ừ.
Ui, chào thầy. Ông Bình, bùa ngải tôi chuẩn bị hết rồi đây. Chuẩn bị rồi ạ. Muốn tống cổ Lão Hòa đi phải không? Dạ, tại sao thầy biết? Giờ dần hôm qua, tôi mộng thấy yêu vàng. Rồi. Báo cho tôi là phải giúp ông. Dạ. Nhưng hơi tốn đấy. Lạc mấy em trời. Em phải nhổ được cái gai trước mắt. Thầy tính cứ để gai trước mắt chẳng mấy nó chọc cho mù. Thế xin anh cho 1,5 triệu. Nè, sao đắt thế? Đắt sắt ra miếng. Ông cầm gói bột này rắc vào nhà ông ta. Chỉ ngay đêm hôm đó ông ta sẽ gặp toàn ác mộng. Xe đạp xe máy trong nhà không nổ máy mà bánh cứ quay tít đi. Giường tủ nó cứ dựng đứng hết cả lên. Không bán nhanh đất á, chỉ có nước giữa trưa đứng ngửa mặt nhìn trời cười sằng sặc ý. Thầy ơi, thế thì điên rồi còn gì nữa. Thế thì mới bán đất cho nó nhanh chứ nị. Dạ, dạ vâng. Thầy ơi, em mang đủ 1,5 triệu. Thầy ra lộc cho em 50 nhé. Không mà cả hả? Sao lại mà cả với tinh thần? Thầy ơi, bột này là bột gì mà thiêng thế? Cái này nó nghiền từ một hoa cái. Sao thầy cũng nghiền cho em cả hoa đực nếp tẻ cho nó thiêng luôn, điên cả nhanh. Hả? Đây nó được nghiền từ đầu lâu của người bị sét đánh. Thiêng lắm. Đào liễu có một nịp. Rõ ràng vừa có bóng người cơ mà. Cái này là ma. Ma thì ma. Đẹp như hôm nay chưa có bao giờ đất cát của mày làm tao mê say. Úi trời ơi, đi xin sắc cái này. Hà Nội ơi, có từ bao giờ. Điên rồi, điên rồi, hắn điên rồi. Biến tam tai, xung hóa sinh nam kỵ hợp, nữ kỵ xung. Lung tung quá, đến thầy còn chả hiểu nữa là con nhang đệ tử. Sao lại có cái món canh hẹ thế này chứ nhỉ? Tù mù thế mới ra tiền. Hay thật. Mẹ bố cái thằng Thừa, nhắn tin từ nãy giờ mà không thấy cái mặt nó đâu cả.
Thiêng thế chứ lị. Vừa mới chửi xong thì thấy cái mặt nó ngay. Thầy mong quá. Thầy cho gọi tôi phỏng. Rồi, vào đấy. Thế có quả nào định thiết kế cho anh em đấy? Cứ ngồi xuống đây đã. Tớ vừa mới bán miếng đất của quan án sát rồi. À thế ạ? Thế có thơ chưa? Có chứ. Khéo thầy lại thành nhà thơ nổi tiếng thì chết dở. Này, định thiết kế cho quả nào đấy? Đó, này, cậu đến gặp ngay tay Hoàng. Tôi tiến cử rồi. Tôi nói ông ấy là Bính Tuất, phải gặp một tay kiến trúc sư là Giáp Dần, tức là cậu ấy. Chuẩn rồi. Mà Dần Ngọ Tuất tam hợp, canh phá mậu, hợp với Giáp. Ông ấy tin lắm, đang chờ cậu đấy. Hay quá, em đội ơn thầy đấy. Hôm nào con gà nào nó cần đất, em lại giới thiệu cho thầy. Còn đấy, còn miếng đất của quan tuần phủ, có cả thơ rồi. Sao mình không thành lập công ty nhỉ? Ngu quá đi mất. Đúng rồi, tôi với cậu cho ra một công ty, trong lúc nhà nước chưa có thị trường bất động sản. Hay lắm. Hay à? Khổ quá, đi lại ít thôi. Chóng hết cả mặt. Em mà kém tí cay cay là đầu óc nó cứ rối tinh rối mù cả lên, chả nghĩ ra được cái gì cả. Thế thầy định đặt công ty tên gì? Tớ định lấy tên là Thừa Lãi. Thừa Lãi có nghĩa là lừa thãi. Không được, không được, không được. Có chữ lừa là không ổn, lộ hết vở. Theo em đặt là dư lời. Dư tức là thừa, lời tức là lãi, như thế hay hơn. Nhất trí, tên công ty mình sẽ là Dư Lời. Nhưng ai làm giám đốc? Còn ai vào đây nữa? Tên giám đốc là kiến trúc sư Văn Thừa. Thế chẳng nhẽ tên giám đốc công ty lại là thầy bói Văn Lãi à? Này, cậu đừng cậy mình nhiều chữ, phải để tôi làm giám đốc. Tôi làm giám đốc? Này, trông mày như thằng bà gà ấy. Giám đốc làm sao được, phải là tao. Mặt ông làm sao làm giám đốc được? Này mày thích chỉ trỏ không? Mày giám đốc cái gì? Phải là tao nhá. Cũng với cái chức giám đốc mà cũng phải tranh nhau. Thôi được rồi, cái thời buổi âm thịnh dương suy, tôi cho ông làm giám đốc. Thời buổi này nếu cho thầy bói làm giám đốc có khi lại hay. Hay chứ lị. Thế đặt văn phòng đại diện ở đâu? Tại điện thờ nhà Văn Lãi. Chức năng và quyền hạn: xem bói thuê, dịch vụ cúng tế và kinh doanh bất động sản. Thế còn kiến trúc? Thì cứ điền vào cho nó đủ. Đây nhé, tôi nói cho cậu nghe, nếu mà cậu thấy thiếu ấy, thì cứ bổ sung. Công ty trách nhiệm hữu hạn Dư Lời, văn phòng giao dịch đặt tại điện thờ bói sư Văn Lãi. Chuyên viết sớ, tổ chức lên đồng, xem bói thuê, cúng tế, bốc mả, đặt hướng mộ và hướng nhà, đồng thời... Đấy, đồng thời mới là cái quan trọng. Anh phải bổ sung là đồng thời nhận tư vấn thiết kế, xây dựng, mồ mả, lăng miếu, nhà cửa, công trình phụ các loại. Hay quá, cậu in tờ rơi giải khắp Hà Nội cho tôi. Tôi nghĩ chỉ dăm bữa nửa tháng thôi là ta làm không hết việc. Trước mắt ấy, mình chỉ cần tuyển 5 phiên dịch, 7 thư ký, 10 nhân viên hành chính và 10 nhân viên tác nghiệp. Thế ai trả lương? Giám đốc trả chứ còn ai trả nữa. Ông làm gì đấy? Tao xem có cái răng nào lung lay, bán đi mà trả tiền nhân viên. Quái lạ, giờ này mà vẫn chưa đến. Ông ngồi xuống cho tôi nhờ. Đi đi lại lại trong ca mà, người ta hẹn sẽ khác đến. Xin chào. Chào các anh. Dạ mời thầy vào ạ. Mời thầy. Dạ. Dạ mời thầy ạ.
Dạ mời hai bác. Chào em. Dạ. A Di Đà Phật. Dạ. Mời thầy ạ. Mời thầy ạ. Dạ mời anh kiến trúc sư ạ. Dạ mời thầy với bác xây nước ạ. Nước chè à? Dạ. Vâng ạ. Cứ để tự nhiên. Dạ. Bia dạ, nhá. Bác. Bia nhẹ quá. Thế thì rượu. Mình vào lấy rượu. Đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Giới thiệu với anh chị, đây là giám đốc của tôi, bác sĩ Văn Lãi. Xin lỗi, bói sĩ Văn Lãi. Mô Phật. Giới thiệu với cả Director, anh chị đây là khổ chủ, đang muốn cải tạo lại cái ngôi nhà này. Dạ, các bác làm thế nào cho nhà em nó quý tộc thì làm mà. Dạ sang hay không là nhờ cả vào tài của các bác đấy ạ. Chị cứ yên tâm. Dạ. Việc đấy là việc của chúng tôi. Ra đây. Dạ. Ra đây. Bây giờ thế này nhé. Ê, ra. Tôi xếp quốc làm gì? Riêng con nhà của ông ấy là tôi chơi cái nền văn minh cự thạch. Cự thạch là cái gì ạ? Cự thạch tức là toàn bộ đá là tàu ốp đá granite. Nhớ. Xem nào. Riêng con trần nhà này nhé, mình sẽ chơi một cái đèn chùm 24 con, lắp toàn bóng halogen hết. Để làm gì? Để nó chiếu toàn bộ cánh hào quang xuống cái thảm 34 dưới này. Ui giời, đẹp quá. Còn về cột xem nào. Cột này vứt hết. Toàn bộ cột này vứt hết. Mình sẽ chơi cột tròn, không chơi cột vuông nhé. Mà tôi chơi cái họa tiết ở trên này là toàn bộ cái họa tiết ở đây là hoa văn theo kiểu Hy Lạp. Xem nào, để tôi tính cột nhé. 1, 2, 3, 4. Mình sẽ chơi 7 cột. Ấy, sao lại 7 mà không phải là 8 hả? Khổ quá cái cô này. 7 cột lớn với 7 vía của anh này. Vía của cô là 9. 9 cộng với 7 là 10, 16. 16 chia đôi là 8 cột. 8 cột là không được. Cột chẵn là không được, chỉ chơi cột này. Thế hả? Đúng rồi. Vâng. Còn toàn bộ cái vòm cửa đây, cái vòm cong ở đây, tôi sẽ bê nguyên cái vòm cong ở quảng trường Thiên An Môn về tôi lắp ở đây. Và toàn bộ sẽ là cửa kính khung nhôm hết. Rồi, vậy thì nhà em đẹp nhất cái làng này chứ ạ. Chứ sao? Trật tự, để cho bác ấy sáng tạo. Dạ, bác cứ cho biết ý tưởng ạ. Nào, bây giờ mời anh chị vào đây. Vâng ạ. Toàn bộ cái mảng tường này nhé, ta xây một cái lò sưởi giả. Dạ. Vị trí này mình dùng cái này. Ôi dồi ôi, thế là thế đấy. Nào hả bác? Nhà quý tộc là mình cứ phải chơi tượng. Anh chị đã bao giờ nhìn thấy cái tượng, cái thằng bé con nó đứng tè thế này chưa? Thế đấy. Dạ. Đấy, nó là trẻ con ấy, nó thể hiện cái chữ phúc. Thấy chưa? Đấy là dương phần. Còn dạ, âm phần ấy, thì mời giám đốc. Dạ. Cái chỗ này phải dẹp bỏ hết, mà phải xây ban thờ, mà phải xây là tam tam chế. Tam tam chế là gì cơ ạ? A Di Đà Phật. Có nghĩa là dưới thờ tam đa, tức là thờ phúc lộc thọ. Trên ấy là tam sự, có nghĩa là lư đỉnh và đôi hạc. Phía trên nữa là tam cấp, là ba bát hương, thờ trời, cộng đồng và gia tiên. Thế ông bà rõ chưa? Dạ xin thầy lo cho ạ. Bọn em đây người trần mắt thịt, có mắt cũng như mù ạ. Dạ xin giám đốc chỉ giáo ạ. Nhà ông bà mất bài vị, đúng không? Dạ em nghe nói mất từ thời tiền thổ kháng chiến cơ ạ. Mà không hiểu tại sao các cụ chôn ở đâu không biết. Dạ thưa thầy, có cách nào không ạ? Dạ thầy có cách nào không ạ? Cái việc này thì anh chị cứ yên tâm. Thầy tôi đây, quên, giám đốc tôi đây là nhà ngoại cảm đấy. Nhà nào có của, giám đốc tôi biết ngay. Cái gì đấy? À quên, ý tôi muốn nói là dưới lòng đất có cái gì là giám đốc tôi bới móc lên bằng hết. Thế ạ? Chả thế mà mấy lần ở bên Tổng cục Địa chất ý, mời giám đốc tôi đi công tác. Nhưng mà giám đốc bận, bởi vì bây giờ mà bỏ đi thì ở nhà chả ai cúng bái cả. Úi giời, chết. Ui. Giám đốc mà bỏ đi thì ở nhà không ai quản lý. Thế ạ? Ôi, dạ thưa thầy. Dạ mất bài vị là anh ấy còn bay bướm ạ. Mất tiền thì đã đành, chứ vướng còn xì đa thì mất cả người ấy chứ ạ. Dạ thưa thầy,
xin thầy hãy mở long nhãn, thầy nhìn sâu xuống lòng đất, thầy xem bài vị nhà em nó ở đâu. Dạ thưa thầy, dạ mất bao nhiêu em cũng xin chịu ạ. Muốn khai qua long nhãn, phải về điện thờ của thầy. Dạ. Thầy sẽ thỉnh thị hội đồng. Dạ. Nếu thấy bài vị ở phương nào, thầy sẽ báo ngay cho. Ôi dồi ôi, dạ. Dạ. Mô phải. Nghe chưa? Dạ vâng ạ. Thế ra chào thầy đi. Dạ dạ. A Di Đà Phật. Dạ. Mô Phật. Dạ. Em cho xin cái túi. Dạ dạ. Rồi. Dạ gửi thầy ạ. Thank you. Thầy ơi. Hả? Thầy ơi, bột có thể linh thật đi. Tôi chưa rắc xuống đất nhà nó, vậy mà lão đã ra nhảy múa suốt đêm. Quái nhỉ. Thế trước lão có ở đội chèo không? Không, không có đội chèo. Thế mà vẫn ra múa hát chèo. Thế mới lạ chứ, chứng tỏ điên thật rồi. Đấy. Rồi ông xem, bán đất đến nơi rồi. Đúng, bán đất đến nơi rồi. Úi giời, gì thế ông? Nhưng mà lão điên là điên ăn người. Nó ra nó chỉnh cột mốc suốt đêm, làm cho tôi cũng phải cả đêm lọ mọ ra để chỉnh lại. Nó lấn thì mình cũng lấn. Nhưng mà thầy ơi, nó lấn vào, mình đẩy ra, bây giờ như hình răng cưa không xây được, thế mệt lắm. À đúng rồi, để tôi làm đơn gửi lên phường. Đất cát mua giấy viết tay, lại là hàng xóm láng giềng với nhau. Ra phường kiện cáo, người ta cười rồi. Nhưng mà tôi tức lắm. À, biết rồi. Đã có cách. Cách gì? Không kiện được nó dương, thì ta kiện âm. Vừa hiệu quả, lại vừa kín đáo. Nhưng mà thầy ơi, kiện âm là kiện gì ạ? Thì trần sao âm vậy? Ông cứ sửa cái lễ thật to. Thần thánh ăn rồi, ắt phải giúp. Tôi sẽ viết cho ông một cái sớ, tôi kêu tôi cúng cho. Tôi sẽ kể tội hắn cho trời đất biết. Thánh thần ấy sẽ đứng về phe ông. Thầy ơi, đã thế em làm luôn hai cái lễ. Em đút loa cả âm, cả dương. Kiểu như là đông tây y kết hợp, cho nó chắc. Bà Hòa đi chợ về đây à? Bà Hòa mua nhiều thứ đấy. À, vâng, nhà có việc ạ. Bà, cô đi sắm lễ à? Vâng, theo lệnh ông nhà em đấy. Thế còn bà? Tôi cũng thế. Đi bà. À này, tôi nghe nói ông nhà bà mắc chứng điên phải không? Này, em nghe hàng xóm láng giềng đồn ông nhà bà bị điên nặng đấy. Thôi chết, có lẽ phải theo dõi xem sao. Đấy, ông lại bảo rồi mà không nói nghe. Nói rồi, có nghe đâu. Khổ quá chứ. Đã nói rồi, không chịu nghe cơ. Có thở, có thiêng, có kiêng, có lành. Vâng. Ông lại nói thế mà hay đấy cô. Đúng ạ. Rồi. Chào cụ ạ. Chúng con đi chợ ạ. Cụ thọ nhé. Thọ lắm. Cái bà này, tôi làm sao mà phải đắp khăn? Ông thấy trong người ông dạo này thế nào? Trong người tôi không làm sao cả. Dạo này tôi thấy ông cứ ba sôi hai lạnh thế nào ấy. Hay là ông nhìn vào mắt tôi xem nào. Trời ơi, nhìn đi, nhìn đi. Ôi trời ơi, ôi, mắt ông đồng tử của ông có vấn đề rồi. Ôi trời ơi, ôi trời ơi, ôi, ông bị điên thật rồi, ông bị điên thật rồi. Bố, bố làm sao thế? Hai mẹ con bà làm sao thế? Ai bảo tôi điên? Con ơi, qua khám nghiệm hiện trường vừa rồi mẹ thấy rằng bố mày chập mạch, ba kim chập lầm một rồi. Đấy mẹ xem này, cho nên bà Hòa bà ấy nói đúng, bố mày điên thật rồi, thần kinh thật rồi. Bà Hòa bảo tôi điên, vậy thì ông Hòa có điên gấp trăm lần tôi. Bây giờ đêm nào cũng ra mảnh đất mới,
nhảy múa, rồi là nhặt lá đá ông mơ, với lại ngâm thơ một mình kia kìa. Ông ạ, Đức Thánh Trần phán rồi, tôi với Bảo Hòa về lại đất tổ, hai ông mà chống lại là hai ông phát điên đấy. Này, bà đừng có mê tín dị đoan nhá. Phủi phui cái mồm, ông đừng có mà báng bổ nhá. Thế ông xui tôi đi mua vàng lễ về đốt ngoài kia, thì ông có mê tín không, hả? Bà không phải khuyên, đã thế tôi chuyển ngay về đất mới tôi ở. Chua thằng Hòa nó tức thì nó đấm ngực nó chết, sợ gì. Ôi, bố đừng làm thế, con xin bố. Mày vừa đấm bố phải đấy. Đâu, con có đấm đâu hả? Trời ơi là trời ơi, mày để kẻ ông ơi, có ai khổ như mẹ mày không hả con ơi? Ngày thì đấm ngực thùm thụp, đêm thì ra bãi đất đầu làng ăn vé ông phon. Trời ơi là trời, mày để kẻ ông ấy, mày đi lấy thuốc ăn thần cho bố mày uống đi. Trời ơi là trời ơi. Nằm xuống. Ôi trời ơi, bố ơi, con xin bố, con lạy bố. Bố uống đi, kẻo nặng quá thì gay bố ạ. Gay cái thằng bố mày ạ. À đúng rồi, con mày, dạ. Cuộc chinh phục quân tranh thế nào rồi? Nó đã mê mẩn mấy chưa? Mê đắm lắm rồi bố ạ. Hôm nọ nhá, con mang tiền của bố đi, để đi ăn đặc sản. Nhưng mà cái tranh nó tiết kiệm lắm, nó lại còn trách con là ai lại đi xui vợ hại bố chồng bao giờ. Thế có ghê không mẹ nhỉ? Thế mày định hại bố hả con? Con chỉ hại tiền của bố con thôi, chứ ai lại đi hại bố. Bố là bố của con, đứa nào mà động đến bố là con. Mẹ ơi, bố ngáy rồi này. Mẹ cho bố mày ngủ. Mẹ lo lắm con ạ. Lo nhất là chuyện tình duyên giữa mày với con tranh chả biết có đi đến đâu, vì hai lão suốt ngày cứ kèn cựa nhau như thế này. Ôi giời, cao đất dày ơi, chả biết hai ông có bị ảnh hưởng chất độc màu da cam hay da quýt gì không mà khổ thế cơ chứ. Mẹ đừng lo, hai ông ấy vẫn khỏe cả đấy. Chả làm sao đâu, người làng mình nó thế. Giờ từ thượng cổ giờ đến bây giờ, ghen ghét là bản chất rồi. Nhưng mà này, con đã có một kế hoạch rất là hay, chắc chắn là ông Hòa sẽ đồng ý đấy. Ôi giời, mày thì làm được cái gì hả con? Mẹ cứ đợi đấy. Giáo giả vạ cứ mình điên thì mình cứ nhận mình điên rồi nó sẽ tiến bộ, có cái gì mà phải xấu hổ. Bố ơi, đây là bố em. Còn đây là chị Phó Bí thư Quận đoàn bố ạ. Con ra rót nước đi. Vâng. Dạ, mời chị ra xin nước ạ. Dạ vâng ạ. Cháu có chút quà biếu hai bác ạ. Chị đến chơi hay có việc gì ạ? Dạ, cháu đến thăm hai bác ạ. Cháu nghe nói hồi nãy bác bị thần kinh ạ. Chỉ tại cái lão bình hết. Mấy hôm nay cháu bị viêm họng bác ạ. Nói thì chị thông cảm nhá. Thằng cháu Chiến ấy, thực ra nó là thằng ngoan ngoãn thật thà. Nhưng phải cái tội là thực thà quá, hóa ra nó thành đần đần thế nào. Dạ bác ơi, Chiến không đần đâu ạ. Chiến thông minh lắm đấy chứ. Dạ vâng. Quận đoàn đã quan tâm đến cháu Tranh nhà tôi, tôi rất cảm ơn. Nhưng mà chị thông cảm nhá. Tôi là tôi dứt khoát, tôi không cho nó lấy con trai cái lão Bình đâu. Chị cảm phiền nhá. Theo cháu ấy, bác chả cấm nổi đâu. Gia đình nhà ông Bình ấy đã giao nhiệm vụ cho cậu Chiến là phải cưới bằng được cô Tranh đấy. Cái Tranh, con để chị Quần Đoàn chị nói nốt bố nghe nào. Nếu cần thì cứ việc ăn cơm trước kẻng, lúc đấy hai bác chả chạy theo xin Chiến để cưới Tranh ấy chứ. Chị cứ yên tâm, tôi đã dự trù sẵn chuyện này rồi. Chị xem đây. Đây, tôi đã sắm sẵn một cây gỗ nghiến đây rồi. Bố, thằng Chiến mà liều mạng mò đến đây, tôi quật tôi què cẳng. Kìa bố. Dạ, cháu xin phép bác, cháu về đây ạ. Chị ơi. Chị về đây. Chị ơi. Ôi trời. Ấy, rơi kìa. Không sao. Chị Bí Thư ơi. Rơi kìa. Có đau không anh Chiến? Thằng Chiến, mày. Bố. Mày lừa tao hả? Quân lừa đảo. Bố. Dạ, bố. Bố. Thế thôi, bây giờ thế này.
việc của hai ông thế là xong. Bây giờ đến việc của tôi, xin phép được thụ lộc. À đây, đây đây. Này Hoa Hoa, thụ đi, thụ đi. Trời, này nhớ xong là hóa vàng nhá. Thầy đi ạ. Bông hoa thơm con bướm mê. Ôi giời, cái bướm hả? Nói lừa. Ôi giời, ôi giời. Làm gì đấy? Bông hoa thơm con bướm mê. Nói lừa. Bông hoa thơm con bướm mê. Nói lừa. Ôi, tôi hạ rồi vậy. Thập ngũ nhật thập nguyệt bóng liễu ngả trung tiền. Tam chi chỉ bên hữu, trung thổ ắt hữu kim. Ông cũng thuộc bài thơ trong gia phả. Thập ngũ nhật thập nguyệt tức là ngày 15 tháng 10. Còn bóng liễu ngả trung điền tức là gì nhỉ? Ngu. Bóng liễu ngả trung điền có nghĩa là ý nó muốn nói là mặt trăng ấy nó hình cái lá liễu, nó lại ngả vào cây liễu, mà cái cây liễu nó lại nằm ở trung quanh cái quãng này và nó lại ngả vào chỗ này. Ông hiểu không? Tam chi chỉ bên hữu. 1, 2, 3. Ôi trời, nó chỉ đúng cây thứ ba đây này. Trung thổ ắt hữu kim. Trung thổ nghĩa là đất, mà kim có nghĩa là vàng. Có nghĩa là vàng nằm ở trong đất. Chứng tỏ cái trung này đúng là trung vàng. Phúc đức quá trời ơi. Thôi với ông giàu to rồi. Xin chúc mừng ông. Đã thế thì anh em mình xây cái nhà 19 tầng cho cả làng nó biết đây. Không, riêng tôi phải 29 tầng. 29 tầng, chấp nhận luôn. Bây giờ đêm khuya tanh vắng rồi, mình tổ táng tăng vật luôn. Nhanh. Phá rừng. Bây giờ Campuchia thế nào đây? Ui, cùng phối kết hợp giao lưu hữu nghị, anh em mình cưa đôi hơn kém bao nhiêu. Cái gì? Cưa đôi á? Ông nhìn 2/3 cái chúm ở bên đất nhà tôi. Vậy thì tôi 2/2 mà ông chỉ có 1/1 thôi. Rõ chưa? Dời, ông nhìn xem, nắp chuông có hơi nghiêng về phía ông, nhưng đít chuông lại ở phía tôi. Nếu chiếu thẳng một đường vuông góc từ trên xuống, ông thấy thế nào? Cả cái chuông nằm bên phía tôi, ông á chỉ được phía trên thôi. Ông chỉ được 1/6. Cái gì? Nhưng mà người ta lấy vàng từ miệng kia, lấy vàng ở đáy. Ông nói thì tôi không chịu. Trời ơi, cái mồm này. Ông hẹn giống như thế, dân làm ủy ban nó mà nghe thấy thì có mà hốc gì cả. Khổ lắm. Tôi đã lịch sự, tôi đã phối kết hợp với ông, tôi lồng ghép với ông, chia đôi, lịch sự lắm rồi còn gì nữa. Tôi không chịu. Sao lại không chịu? Tôi phải được 2/3. Sao lại 2/3? Bởi vì chẳng khỏe nữa. Này, ông làm gì mà tham thế? Ông thích mà anh ông tôi không. Này, tôi nói với ông nhá, tôi đã bảo là. Này, đêm hôm khuya khoắt, công mò ra đây làm gì? Ha. Dạ, em đang nhổ tóc bạc Trung Hòa. Nhổ này. Ôi giời ơi, hai ông quý hóa nhau quá nhỉ. Đêm hôm mình nhổ tóc sâu, nhổ trên mũ đấy kìa. Quên, em nhầm, em nhổ dưới mũ. Bác chủ tịch ơi, đầy một hố tóc sâu. Em phải lấp đất đi cho đỡ xấu hổ. Hai ông nhổ nhanh về nhá. Vâng ạ. Lấp đi. Mày mà không phát hiện ra. Lấp đi. Tại ông ấy. Tại cái gì rồi lấp mẹ. Rồi. Bây giờ ông về đây. Tôi ở đây trông. Cái gì? Ông hôn nó vừa thôi. Rồi ông ở lại để ông rút lõi à? Mà chính ông biến đi. Ông già tôi trẻ khỏe tôi ở lại nhé. Khó chịu thế nhỉ. Bây giờ tôi với ông tiếp tục phối kết hợp. Ông ngồi bên kia. Rồi. À không, nhà tôi bên này. Tôi ngồi bên này. Ông ngồi bên đấy. Tôi bên này. Rồi. Tôi với ông tiếp tục ta lồng ghép với nhau. Được không? Tiếp tục lồng ghép à? Thôi có lẽ phải thế đi. Ngồi. Ngồi.
rồi về anh ở lại ôm nhau thế này à? Này, ông bịt nhầm mồm vợ tôi. Phối kết hợp, tôi bịt mồm vợ ông, ông bịt mồm vợ tôi. Được sao? Tôi không quen bịt mồm vợ người khác. Trời ơi là trời ơi, điên nặng hết cả rồi. Cho đi châu quỷ ăn sướng thôi. Nghe này, nghe này. Chúng tôi đang canh cả một hũ vàng đây này. Sao? Có vàng à? Một hũ gì đấy. Thôi thế này, trời sắp sáng rồi, mình lấy lên bây giờ nó dễ lộ. Hai bà bây giờ ngồi trông thay chúng tôi, để chúng tôi về nghỉ mai chúng ta tính tiếp. Ngồi. Tôi bảo bà ngồi đi, sao lại nằm? Ngồi lên, cẩn thận. Thôi, về đi. Có sao không hả bà? Không, không sao. Bà ơi, vàng ở đâu nhỉ? Bà hỏi em thì em biết hỏi ai, nhưng vàng ở chỗ nào nhỉ? Đâu nhỉ? Hả? Bà ơi, ôi, đi rồi. Vàng đây rồi. Ai đấy? Ai? Hóa ra thằng Chiến. Mẹ cao. Mẹ, sao mẹ lại ở đây? Trời, cả bác nữa. Cháu ơi, ở đây có vàng. Rồi. Sao bác biết? Thì bố mày bảo thế. Đúng rồi. Nhưng phải bí mật đấy con. Đúng đấy. Con chẳng quan tâm gì đến vàng cả. Con chỉ cần bố con đồng ý cho chúng con lấy nhau thôi. Hay quá. Có cách rồi mẹ ạ. Bà ơi. Hả? Thằng bé con nhà em nó cũng điên rồi bà. Bố điên, bây giờ con cũng điên. Có vì vàng đấy bà ơi, là bà ơi. Bố ơi, bà bố. Mày còn dám vác mặt đến đây nữa cơ? Dạ, bố ơi. Ngoài đất mới có vàng hả bố? Sao mày biết? Đây một chum vàng đấy. Khẽ khẽ cái mồm chứ. Bác mà không đồng ý cho chúng cháu lấy nhau ấy, là cháu lưu loa cho cả làng biết đấy nhé. Cái thằng này, cái hũ vàng ấy là có phần của cả nhà mày nữa đấy. Chúng cháu không cần vàng. Thế bác có đồng ý không? Có. Tao đồng ý cho chúng mày lấy nhau. Bố hay quên lắm. Bố phải viết giấy đi. Viết thì viết chứ tôi sợ. Này, tôi xác nhận rằng tôi đồng ý cho con gái tôi là Nguyễn Thị Chanh lấy con trai ông Bình là anh Nguyễn Hữu Chiến. Nếu tôi sai nhời thì tôi sẽ chết như là bị rắn nó cắn đứt lưỡi là cùng chứ gì. Đây, anh cầm đi. Cầm đây. Bố ơi. Bố sửa lại đi ạ. Bố chỉ cần biết là nếu làm sai kiến cắn tay là được thôi ạ. Ôi cái thằng này, mày điên đấy à? Mày khóc thật lòng đấy à? Vâng. Thằng này nó có hiểu đấy con ạ. Thôi. Bố viết theo ý con càng tốt chứ sao. Đây. Làm sai kiến cắn tay là được. Đây. À, bây giờ thế này. Để hai gia đình khỏi bức xúc, khỏi nổi cộm. Vâng. Tôi giữ nguyên ý kiến ban đầu. Vâng. Cơ đôi, ông thấy thế nào? Được, tôi nhất trí ý kiến của ông. Đúng rồi. Chúng ta phối kết hợp. Nào. Lồng ghép. Cơ đôi. Đúng rồi. Nào, tôi tiến hành đi. Bà Bình, bà mát tay, đề nghị bà cậy nắp lên cho tôi. Vâng. Mát tay. Thôi này, bác ơi, em mùa đông thì ấm, mùa hè thì mát thế này em ấy. Nào, cầm lấy, mình cầm lấy. Ông cầm lấy. Để em mát tay. Tôi. Ôi, làm sao thế? Nào, đỡ lên. Nào, chuẩn bị nào. Chuẩn bị nhá. Nào. Nhẹ thôi, nhẹ. Vàng. Vàng à? Vâng.
người ơi, toàn đất tỉnh thôi chứ đừng mất nữa đâu. Đừng lấy đâu. Bà, không phải bà. Không phải bà. Bà, làm sao thế hả? Thế hóa rồ thế hả? Cha lãi láo thật, rõ ràng là cái bình vôi mà nó dám lừa người thế là cái mộ tổ. Không phải, hắn chỉ lừa mình bằng bài thơ thôi, nào ngờ nó trùng hợp có cái chum ở trong đấy, mình lại thần hồn nát thần tính, tưởng là hài cốt. Hắn bèn lợi dụng tin ấy để lừa tiếp người khác. Cũng có thể như thế, bởi vì lão ta không ngờ có cái chum chôn ở dưới. Lão này ghê thật. À ông này, thế việc của hai cháu ta cứ tiến hành sau Tết ông nhỉ? Dạ vâng ạ, khoảng rằm tháng Giêng ạ. À đấy, vừa nhắc tới chúng nó có mặt ngay kìa, thiêng thế. Con chào bố, cháu chào bác ạ. Chào cháu. Bác, con chào bố. Con dạ. Sao không mang ra ngoài ấy, năm nay ăn Tết ở nhà mới cơ mà. Cũng đã 28 Tết rồi, tôi đã chuẩn bị xong nhà mới rồi ông ạ. Bố ơi, thế có cần mang thanh gỗ nghiến sang nhà mới không ạ? Ủa cổ, cứ mang ra ngoài ấy, Tết này tao phang gãy cẳng mấy cái thằng bói toán ấy. Ừ đúng. Thôi, thế là xong rồi đấy ông ạ. Bà ngồi đi. Xin chào ông bà. Chào bà. Dạ vâng, mời hai ông bà ông ngồi ạ. Năm mới chúc hai ông bà mạnh khỏe, vui vẻ, an khang. Vợ chồng tôi cũng chúc ông bà cùng toàn thể gia đình ta là vạn sự cứ coi như là như ý ạ. Dạ vâng ạ. Ông bà ăn đi. Thôi thì hai gia đình ta bây giờ đã là hai trong một. Nhân dịp đầu xuân mới, em cũng xin được Happy New Year ông bà. Yeah. Hai ông bà lại uống chén rượu xuân với vợ chồng nhà em. Yeah. Dạ. Dạ, xin cảm ơn ông bà. Nhưng tôi đề nghị hai gia đình chúng ta cùng khép lại quá khứ, cùng ăn cơm mới, cùng hướng tới tương lai. Dạ, dạ, phải ạ. Kiểm mình xin lọc các cụ đi. Đúng rồi, ta cũng mong mong luôn. Chào ông bà. Chào hai bác ạ. Chào hai lâu rồi. Chào tôi cái này. Hai đứa về đây. Bố để con. Cầm tay cho bố. Cầm tay. Cẩn thận. Đặt vào đây. Đặt đây. Rồi. Cẩn thận nào. Mẹ đến. Hai lâu bây giờ mới về. Đúng rồi. Đẹp quá. Đây. Con ngồi vào đây. Ngồi đây đi con. Để tôi bật nút. Ngay xuân cái gì vậy?